À, em chào mọi người nha. À, cái video này em lên cái cặp máy này, em bán hai cái đầu máy nha, em bán cả hai luôn nha. Tại vì hàng hóa nhiều quá, không có thời gian dọn nên là bán rẻ, bán cho nó nhanh thôi. À, về dùng và về dùng hoặc là mình dọn hoặc là mình bán lại thì cũng khá là ổn, khá là ngon so với giá thị trường thì khá là lời đó. 36cc 4,5 kg là cái đầu máy nha. Nha. Huawei 36, 36 và 136 nó cùng chung mã nhau. Đẹp, nói chung là máy này hai con ấy thì em đã vệ sinh hết rồi. Chỉ có cái chế là em chưa vệ sinh thôi. Nên là nổ sơ rồi. Về mọi người có thể là chỉnh hoặc là vệ sinh thêm cái chế rồi chỉnh cho nó ngọt, ngon lành. Nha. Ha. Vệ sinh lốc máy rồi, em cũng đã vệ sinh rồi. Huawei mày nhựa cha nha. Mấy cái dòng Huawei 136, 36, 141 đồ là đều là sản xuất lắp ráp ở Mỹ hết nha mọi người. Máy còn khá là đẹp, em vệ sinh hết rồi, bóng loáng. À. Mình sang lớn thì em đã làm cho nó ngon lành rồi, vệ sinh hết rồi nha. Con này thì nó nổ sơ luôn rồi đấy. Dây giật này đang sáng luôn. Ok, 36 cc. Máy này cắt mạnh lắm mọi người, cắt gia đình ngon lắm. Một con nha. 36 cc 4,5 kg. Chung mã nhau hết. Mày nhiêu ra hết hả? Về chỉ cần vệ sinh cái chế rồi mình chỉnh máy là nổ ngon lành thôi. Ok, hai con lửa mạnh nha, hai con lửa mạnh là ok hết rồi. Về chỉ việc vệ sinh chế cái chế ở trong, cái chế ở trong này, cái nắp này rồi chỉnh là sẽ nổ ngon lành thôi. Thì em ở video này em vẫn sẽ nói cho mọi người biết về cái cách chỉnh nữa này, cách chỉnh mà nhanh nhất nha. Mọi người để ý ở trên bất kỳ của máy cưa nào, nó có ở bên ngoài chỗ cái mấy cái nút chỉnh ấy, nó có chữ HL và chữ idle là gang tia. Chữ H là stand, L là gió. Thì nhưng trước tiên mọi người muốn chỉnh mấy cái máy bãi này ấy, mình vệ sinh cái chế xong rồi ấy, có những cái chế nó bẩn ấy, mọi người vệ sinh còn nó đẹp rồi ấy, thì khỏi cần vệ sinh đâu. Mọi người siết nút H và L lại thật chặt ha, siết lại cho chặt nha. Xong rồi cả hai đều nhả ra 1,5 vòng, cả hai nhả ra 1,5 vòng. Sau đó mình cho nổ con máy, nổ con máy xong đó mình sẽ lên ga, mình lên ga mình chỉnh hát chỉnh xăng cho nó, khi nào mà cảm thấy tiếng máy nó ngọt lên, nó hạn chế xăng á, xăng nó đẹp á, cho nó đều xăng á, thì mọi người dừng lại. Sau đó chỉnh L là gió để cho nó hút, cái việc hút xăng lên nó đều hơn ấy, tiếng máy nó ngọt hơn á. Sau đó chỉnh gang tì ha, để cho nó khi nào chỉnh gang tì là khi nào cho nó mình không có bóp ga nữa mà nó dừng xích đấy, gọi là để cho gang tì nó giữ nha mọi người. Ok rồi, cái cặp này bán cả hai đầu nha. À, thứ nhất em muốn bán cho nó nhanh nên em không có bán một đầu, tại vì bán một đầu ấy thì cái giá nó cao lên, nó sẽ cao, nên là mọi người sẽ mua một đầu cũng được, em vẫn sẽ bán một đầu nên khuyên là mua hai đầu, tại vì mua một đầu nó giá nó cũng gần bằng cái hai đầu rồi ha. Hai đầu này là 2,6 triệu nha mọi người, cả hai đầu là 2,6 triệu nha, chứ không phải một đầu đâu, cả hai đầu là 2,6 triệu nha. Thì tính ra thì nếu mà tính ra ấy, thì không có bao nhiêu cả, cũng như một con máy vậy thôi, một con máy hoàn chỉnh là có cả 5 xích thì giá của nó cũng là 2,5 triệu, 2,6 triệu trở lại rồi. Mà hai hai đầu thì nó chỉ là 2,6 triệu thôi, nên là cố gắng mua hai đầu về dùng và có thể sang nhượng lại. Một đầu này là đã đủ tiền rồi, đầu này ấy, thì có thể sang nhượng lại.
lắp làm xích cho người ta sang nhượng là 2,5 triệu là lấy lại vốn em ơi. Rồi chào mọi người nhé, tại vì hai con này em đã về kiểm tra nồng lửa rồi hết rồi, chỉ việc giờ mình chân chỉnh thôi. Chào mọi người ha, mua ấy thì đọc hình thức giao dịch ở dưới phần mô tả nha, trên cái màn hình em có ghim ấy, dòng chữ ấy. Cái dòng chữ là đọc cách mua bán ở phần mô tả, có ghim dòng chữ thì vui lòng làm theo tác đọc giùm em đi, cái gì nó cũng nhanh gọn đi, chứ không phải báo giá rồi cái cũng tay cũng nhanh lắm gọi điện vào em ơi máy bao nhiêu tiền. Rồi chào mọi người nhé, mọi người xem clip thấy máy ok thì mọi người nhớ đăng ký và nhấn like video nha, mọi người nhớ đăng ký kênh nha để xem video mới.